Lệnh truy nã toàn cầu đối với ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bị triệu hồi lấy lời khai gấp. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nghe Để Biết. Liên quan tới vụ việc của ca sĩ Phi Nhung quá hấp dẫn và kịch tính cho tới phút cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, về sự việc cố ca sĩ Phi Nhung gần đây không chỉ khiến rất nhiều người hoang mang và lo lắng trước tình hình mà nhiều người đang chia sẻ, đó là việc ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn còn sống tại Mỹ. Và thực hư thông tin về việc ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Cali khiến nhiều fan hâm mộ cũng như là dân mạng ráo riết mấy ngày hôm nay. Và có thể nói là bên nước ngoài họ đã bắt tay vào cuộc cũng như một số tờ báo lớn nhỏ tại đây để đưa tin về sự việc Phi Nhung và nói rằng trong vụ việc này có những mập mờ cũng như cần lên án đến vụ việc chấn động này đem ra pháp luật xử lý. Dĩ nhiên tại Việt Nam khi mà các nhà đài tin tức họ chọn cách im lặng để che đậy một sự thật chấn động thì chúng tôi là những người đi tìm sự thật, mong muốn đưa đến cho tất cả quý vị những thông tin mới nhất. Mới đây, từ một nguồn tin thân cận từ bang California miền Nam nước Mỹ, một số khán giả đặc biệt là fan của Phi Nhung đã tiết lộ với phóng viên chúng tôi rằng bên phía Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đã bắt tay vào cuộc điều tra sau khi có lệnh từ Tổng thống Mỹ. Ông ta cho biết cần phải điều tra gấp về thông tin của một công dân người Mỹ tên là Phạm Phi Nhung, là một ca sĩ tại Việt Nam. Được biết, sau lệnh truy tìm cũng như bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra tung tích của Phi Nhung để xem xét trị tội theo đúng luật pháp. Cũng theo đó, một số khán giả sau khi biết được thông tin này ai nấy đều vô cùng sốc. Cụ thể, những thông tin này ở bên Mỹ đang lan truyền rất mạnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì cơ quan báo chí phải kiểm duyệt tất cả nội dung mới có thể đưa lên mạng xã hội. Vì vậy, đôi khi tin tức bị chậm trễ. Theo đó, rất nhiều người luật sư người Mỹ gốc Việt cũng đã lên tiếng bên vực Phi Nhung. Cũng như một số người đã lên tiếng cho rằng, trong vụ việc này, Phi Nhung thực chất vô tội vì ngày Phi Nhung được xác định qua Mỹ điều trị thì lúc này Phi Nhung đã ngất liệm rồi. Cũng chính vì thế Phi Nhung không hề biết được bản thân mình đã bị ekip đưa qua Mỹ một cách bí ẩn như thế. Tuy nhiên, cần phải xét theo trình tự của vụ án để điều tra nguyên nhân ai mới là người cầm đầu cũng như là người thực hiện vụ việc chấn động này. Cũng theo đó, một số vị luật sư cho biết nếu Phi Nhung còn sống và cô đang được điều trị tại Mỹ thì sau khi khỏi bệnh cô phải chịu mức án tù 10 năm và mức bồi thường lên đến 10 tỷ đồng. Theo đó, ca sĩ Phi Nhung phải đối mặt với hình phạt là trục xuất khỏi nước Mỹ vì đã gây ra một tiền án chưa từng có trong luật pháp nước Mỹ, đó là lừa đảo xuyên quốc gia có tính chất cực kỳ nghiêm trọng.